Xin chào. Xin chào. Dạo này anh thế nào? Dạo này anh thế nào? Lâu quá rồi không gặp. Lâu quá rồi không gặp. Lần đầu tiên anh đến đây à? Lần đầu tiên anh đến đây à? Tôi đã mong được gặp anh. Tôi đã mong được gặp anh. Lát nữa gặp lại nhé. Lát nữa gặp lại nhé. Tôi khoe. Tôi khoe. Đi du vui vẻ nhé. Đi du lịch vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại nhé. Anh không thay đổi chút nào. Anh không thay đổi chút nào. Tôi đi trước đây tôi đi trước đây buổi nói chuyện hôm nay rất vui buổi nói chuyện hôm nay rất vui có chuyện gì vui không có chuyện gì vui không khi nào đến nơi hãy gọi điện cho tôi nhé khi nào đến nơi hãy gọi điện cho tôi nhé anh có việc gì ở đây anh có việc gì ở đây Giữ liên lạc thường xuyên nhé. Giữ liên lạc thường xuyên nhé. Anh thế nào? Anh thế nào? Dạo này sức khỏe của anh thế nào? Dạo này sức khỏe của anh thế nào? Hãy gửi email cho tôi nhé. Hãy gửi email cho tôi nhé. Tôi bình thường, còn anh? Tôi bình thường còn anh bố mẹ anh vẫn mạnh khỏe chứ bố mẹ anh vẫn mạnh khỏe chứ bình thường thôi bình thường thôi cho tôi gửi lời hỏi thăm tới gia đình cho tôi gửi lời hỏi thăm tới gia đình từ nay chúng ta thường xuyên gặp nhau nhé từ nay chúng ta thường xuyên gặp nhau nhé Cả gia đình chị vẫn khỏe chứ? Cả gia đình chị vẫn khỏe chứ? Dạo này anh làm gì thế? Dạo này anh làm gì thế? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tôi đã nghe nói nhiều về anh. Tôi đã nghe nói nhiều về anh. Khỏe nhé. Khỏe nhé cho phép tôi hỏi tên anh được không? Cho phép tôi hỏi tên anh được không? Vẫn như mọi khi thôi. Vẫn như mọi khi thôi. Sống ở gần đây. Sống ở gần đây. Bố đi làm ở công ty. Bố đi làm ở công ty. Năm nay, tôi 30 tuổi. Năm nay, Tôi 30 tuổi. Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm bao nhiêu? Chúng ta bằng tuổi nhau. Chúng ta bằng tuổi nhau. Anh ta đẹp trai. Anh ta đẹp trai. Đã tăng cân. Đã tăng cân. Thích đọc loại sách nào? Thích đọc loại sách nào? Sống ở đâu? Sống ở đâu? Hình như đã giảm cân một chút. Hình như đã giảm cân một chút. Thuộc diện tích cực. Thuộc diện tích cực. Tôi đang sống ở nhà trọ. Tôi đang sống ở nhà trọ. Anh nhiều hơn em 3 tuổi. Anh nhiều hơn em 3 tuổi. Anh thích ca sĩ nào? Anh thích ca sĩ nào? Ngôi sao chiếu mệnh của anh là gì? Ngôi sao chiếu mệnh của anh là gì? Tính cách nóng vội. Tính cách nóng vội. Tác giả mà anh thích là ai? Tác giả mà anh thích là ai? Anh thích âm nhạc gì? Anh thích âm nhạc gì? Anh có thích đi xem phim không? Anh có thích đi xem phim không? Tôi đang sống với bố mẹ. Tôi đang sống với bố mẹ. Tôi là con trường. Tôi là con trường. Chồng không đến tuổi đó. Chồng không đến tuổi đó. Anh có anh chị em gì không? Anh có anh chị em gì không? Khi nào là sinh nhật anh? Khi nào là sinh nhật anh? Thuộc diện hay nói. Thuộc diện hay nói. Thuộc diện quảng giao dễ kết bạn. Thuộc diện quảng giao dễ kết bạn. Nhà tôi là đại gia đình. Nhà tôi là đại gia đình. Trông vẫn trẻ khoe. chồng vẫn trẻ khoe. Thuộc diện thích hoạt động. Thuộc diện thích hoạt động. Sống một mình ư. Sống một mình ư. Sau khi tan sở, anh có việc gì không? Sau khi tan sở, anh có việc gì không? Anh đã đi học trường nào? Anh đã đi học trường nào? ít tới ít tới cao nhì cao nhì anh làm gì vào thời gian rảnh rỗi anh làm gì vào thời gian rảnh rỗi thuộc diện có tính quyết đoán thuộc diện có tính quyết đoán có thích đọc sách không có thích đọc sách không Quê hương anh ở đâu? Quê hương anh ở đâu? Tôi đang sống ở ngoại ô. Tôi đang sống ở ngoại ô. Tính cách của anh thế nào? Tính cách của anh thế nào? Tôi là nhân viên công ty. Tôi là nhân viên công ty. Một tháng anh đọc mấy cuốn sách? Một tháng anh đọc mấy cuốn sách? chiều cao bao nhiêu chiều cao bao nhiêu tôi mù âm nhạc tôi mù âm nhạc tôi hỏi tuổi có được không tôi hỏi tuổi có được không thích câu cá thích câu cá trông trẻ hơn so với tuổi trông trẻ hơn so với tuổi khi còn nhỏ anh đã lớn lên ở đâu? Khi còn nhỏ anh đã lớn lên ở đâu? Anh có biệt danh gì không? Anh có biệt danh gì không? Cuối tuần anh thường làm gì? Cuối tuần anh thường làm gì? Trẻ hơn tôi một tuổi. Trẻ hơn tôi một tuổi. Có tính lạnh lùng. Có tính lạnh lùng. Tôi thuộc diện lạc quan. Tôi thuộc diện lạc quan. Anh thích thể loại phim nào? Anh thích thể loại phim nào? Tôi hơn 30 tuổi. Tôi hơn 30 tuổi. Anh đã lập gia đình chưa? Anh đã lập gia đình chưa? Xin hãy hát đi. Xin hãy hát đi anh bao nhiêu tuổi à? anh bao nhiêu tuổi à? tôi biết chơi piano. tôi biết chơi piano. anh làm việc gì? anh làm việc gì? anh có biết chơi nhạc cụ nào không? anh có biết chơi nhạc cụ nào không? tôi là con út. tôi là con út. Ngày mai là ngày 12 phải không? Ngày mai là ngày 12 phải không? Thế thì mấy giờ lại đến hả? Thế thì mấy giờ lại đến ạ Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? Rồi ra được một chút thời gian. Rồi ra được một chút thời gian. Hôm nay là ngày gì đặc biệt nhỉ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt nhỉ? Mấy giờ đi nhỉ? Mấy giờ đi nhỉ? Mất 30 phút. Mất 30 phút. Là 1 giờ 15 phút chiều. Là 1 giờ 15 phút chiều. Hãy đến trước 10 giờ 15 phút. Hãy đến trước 10 giờ 15 phút. Tôi đã đợi trong 3 tiếng. Tôi đã đợi trong 3 tiếng. Đi đến sân bay mất thời gian bao lâu? Đi đến sân bay mất thời gian bao lâu? Hôm nay là tháng mấy nhỉ? Hôm nay là tháng mấy nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Là thứ ba. Là thứ ba thứ hai tuần sau thì được thứ hai tuần sau thì được hôm qua tôi bị dính mưa hôm qua tôi bị dính mưa mùa xuân đã tới mùa xuân đã tới hơi có tuyết hơi có tuyết nghe nói ngày mai cũng sẽ nắng nghe nói ngày mai cũng sẽ nắng Nghe nói có báo. Nghe nói có báo. Tiền nắng nóng rát Tiền nắng nóng rát Có sương giá xuống. Có sương giá xuống. Bên ngoài hơi lành lạnh. Bên ngoài hơi lành lạnh. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Có sương mù có sương mù oi bức nhì oi bức nhì đã qua mùa hạ đã qua mùa hạ hãy mang ô đi ra ngoài hãy mang ô đi ra ngoài bên ngoài rất lạnh bên ngoài rất lạnh có bông tuyết rơi có bông tuyết rơi Gió mát. Gió mát. Bầu trời quang đãng. Bầu trời quang đãng. Hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu độ? Hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu độ? Trên trời đầy mây. Trên trời đầy mây. Gió thổi nhiều. Gió thổi nhiều. Rất nóng rất nóng trời u ám trời u ám có ô không có ô không đó là một chút lòng thành đó là một chút lòng thành đây là quà đây là quà thực sự cảm ơn thực sự cảm ơn chính là cái tôi đang mong có được chính là cái tôi đang mong có được cảm phiền anh cảm phiền anh cảm ơn anh đã đến cảm ơn anh đã đến cảm ơn anh đã giúp đỡ cảm ơn anh đã giúp đỡ cảm ơn anh đã lắng nghe cảm ơn anh đã lắng nghe Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Đây là thứ tôi đang cần. Đây là thứ tôi đang cần. Cảm ơn anh đã đối xử tử tế. Cảm ơn anh đã đối xử tử tế. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Tùy ít nhưng xin hãy nhận lấy cho tôi. Tùy ít nhưng xin hãy nhận lấy cho tôi. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào. Tôi mang quà mừng tới. Tôi mang quà mừng tới. Cảm ơn nhưng tôi không thể nhận được. Cảm ơn nhưng tôi không thể nhận được. Cảm ơn vì anh đã nói như thế cảm ơn vì anh đã nói như thế xin cảm ơn một lần nữa xin cảm ơn một lần nữa cảm ơn món quà cảm ơn món quà cảm ơn anh đã an ủi cảm ơn anh đã an ủi tôi cũng thích làm điều đó mà tôi cũng thích làm điều đó mà rất vui vì đã có thể giúp anh. Rất vui vì đã có thể giúp anh. Cảm ơn vì món quà dễ thương. Cảm ơn vì món quà dễ thương. Xin lỗi đã để anh phải chờ. Xin lỗi đã để anh phải chờ. Ý của tôi không phải là như thế. Ý của tôi không phải là như thế. Tôi xin lỗi nếu đã khiến tâm trạng anh không vui. Tôi xin lỗi nếu đã khiến tâm trạng anh không vui. Tôi đã sơ suất. Tôi đã sơ suất. Đừng lo điều đó. Đừng lo điều đó. Không phải là cố ý làm như vậy. Không phải là cố ý làm như vậy. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Lần sau hãy chú ý hơn. Lần sau hãy chú ý hơn. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Xin lượng thứ vì đã gây phiền. Xin lượng thứ vì đã gây phiền. Tôi không có ý làm tổn thương tình cảm. Tôi không có ý làm tổn thương tình cảm. Đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Vì không phải là cố ý nên không sao. Vì không phải là cố ý nên không sao. Không sao. Không sao. Tôi xin lỗi về sự sai sót của mình tôi xin lỗi về sự sai sót của mình không liên quan không liên quan lần sau đừng làm thế nữa lần sau đừng làm thế nữa từ nay tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn từ nay tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn xin thư lỗi vì đã làm phiền xin thư lỗi vì đã làm phiền Xin lỗi vì muộn. Xin lỗi vì muộn. Tôi sẽ cố gắng để việc đó không lặp lại. Tôi sẽ cố gắng để việc đó không lặp lại. Xin thứ lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Xin thứ lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Nước bị dò gì? Nước bị dò gì? Có vấn đề gì vậy? có vấn đề gì vậy hãy lau cửa sổ đi nhé hãy lau cửa sổ đi nhé dù cho con ngủ được không dù cho con ngủ được không hãy dọn gọn giường đi nhé hãy dọn gọn giường đi nhé dùng chổi quét sàn dùng chổi quét sàn dậy đi muộn mất Dậy đi, muộn mất. Phải thông gió trong nhà một chút. Phải thông gió trong nhà một chút. Hình ảnh không lên. Hình ảnh không lên. Dùng máy sấy sấy khô tóc đi. Dùng máy sấy sấy khô tóc đi. Đã gội đầu rồi. Đã gội đầu rồi. Dậy chưa? Dậy chưa? Phải thay cái bóng đèn. Phải thay cái bóng đèn. Hãy phân loại đồ giặt ra nhé. Hãy phân loại đồ giặt ra nhé. Nấu ăn có giỏi không? Nấu ăn có giỏi không? Phủi bụi trên đồ đạc. Phủi bụi trên đồ đạc. Hết ga rồi. Hết ga rồi. Đã để hòm dụng cụ ở đâu nhỉ? Đã để hòm dụng cụ ở đâu nhỉ? Ống nước máy bị đóng băng. Ống nước máy bị đóng băng. Trước tiên hút thảm bằng máy hút bụi. Trước tiên hút thảm bằng máy hút bụi. Cái điều khiển từ xa đâu nhỉ? Cái điều khiển từ xa đâu nhỉ? sao không đánh thức tôi? sao không đánh thức tôi? ruồn đầy nước vào bồn tắm giúp. ruồn đầy nước vào bồn tắm giúp. mất điện rồi. mất điện rồi. mơ thấy ác mộng. mơ thấy ác mộng. hãy rửa bát giúp một chút. hãy rửa bát giúp một chút lau tay Lau tay Chương trình em thích là gì? Chương trình em thích là gì? Muốn được nghỉ ngơi. Muốn được nghỉ ngơi. Bật đèn giúp đi. Bật đèn giúp đi. Phải mua bàn chải đánh răng thôi. Phải mua bàn chải đánh răng thôi giờ đang rửa mặt trong nhà tắm. giờ đang rửa mặt trong nhà tắm. Dầu gội đầu hết rồi. Dầu gội đầu hết rồi. Hãy dọn vệ sinh phòng đi nhé. Hãy dọn vệ sinh phòng đi nhé. Gấp quần áo giúp đi. Gấp quần áo giúp đi. Đang tắm. Đang tắm. Tắt đèn giúp đi. Tắt đèn giúp đi. Hãy giúp anh dọn nhà. Hãy giúp anh dọn nhà. Hãy dán trứng giúp nhé. Hãy dán trứng giúp nhé. Đổ rác. Đổ rác. Đến giờ dậy rồi. Đến giờ dậy rồi. Giảm tiếng xuống đi. Giảm tiếng xuống đi. Hình như bị trưng mất ngủ. Hình như bị trưng mất ngủ. Định đổi kênh. Định đổi kênh. Dọn dẹp đồ chơi. Dọn dẹp đồ chơi. Hãy treo áo lên. Hãy treo áo lên. Cái áo sơ mi của anh đâu rồi? cái áo sơ mi của anh đâu rồi đưa giúp cái khăn mặt đưa giúp cái khăn mặt hãy dọn sạch bàn ăn giúp nhé hãy dọn sạch bàn ăn giúp nhé bồn cầu bị tắc bồn cầu bị tắc cà rốt ở ô nhì cà rốt ở ô nhì tắt giúp cái tivi tắt giúp cái tivi bây giờ đang nấu ăn mà bây giờ đang nấu ăn mà đang đánh răng đang đánh răng ở trên tường có vết nứt ở trên tường có vết nứt bao giờ họp bao giờ họp hãy giao việc đó cho tôi hãy giao việc đó cho tôi Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của bạn là gì? Tôi sẽ đợi liên lạc lại ạ. À? Tôi sẽ đợi liên lạc lại ạ. À? Thời gian đi lại mất bao lâu? Thời gian đi lại mất bao lâu? Lý do bạn quan tâm đến công ty chúng tôi là gì? Lý do bạn quan tâm đến công ty chúng tôi là gì? Có cấp bảo hiểm y tế không? Có các bảo hiểm y tế không? Giao dịch đã thành công rồi. Giao dịch đã thành công rồi. Mỗi tiếng là bao nhiêu tiền ạ? À? Mỗi tiếng là bao nhiêu tiền ạ? À? Hãy photo giúp tôi. Hãy photo giúp tôi. Rất vui được cùng làm việc ạ. À? Rất vui được cùng làm việc ạ. À? sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo. sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo. Bạn có bằng cấp gì? Bạn có bằng cấp gì? Tôi có thể xem mẫu được không? Tôi có thể xem mẫu được không? Tại sao bạn lại dự tuyển vào công ty chúng tôi? Tại sao bạn lại dự tuyển vào công ty chúng tôi? Chương trình nghị sự của hội nghị là gì? Chương trình nghị sự của hội nghị là gì? Tôi có bằng thạc sĩ ngành cơ khí điện tử. Tôi có bằng thạc sĩ ngành cơ khí điện tử. Tôi sẽ dẫn đến phòng họp. Tôi sẽ dẫn đến phòng họp. Hãy nộp bản giới thiệu bản thân. Hãy nộp bản giới thiệu bản thân. Đã viết xong hết báo cáo chưa? Đã viết xong hết báo cáo chưa? Bạn hãy thử tự giới thiệu bản thân. Bạn hãy thử tự giới thiệu bản thân. Từ bao giờ có thể đi làm được? Từ bao giờ có thể đi làm được? Buổi họp ngày hôm nay kết thúc ở đây. Buổi họp ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hãy nhận việc đó thay cho tôi. Hãy nhận việc đó thay cho tôi. Hãy yêu cầu bất cứ khi nào cần giúp đỡ nhé. Hãy yêu cầu bất cứ khi nào cần giúp đỡ nhé. Ngày thanh toán là khi nào? Ngày thanh toán là khi nào? Kỳ nghỉ có vui không? Kỳ nghỉ có vui không? Gửi file tài liệu này giúp được không? gửi fax tài liệu này giúp được không? Tôi định đổi nghề. Tôi định đổi nghề. Liên lạc theo địa chỉ ở đây được không ạ? À? Liên lạc theo địa chỉ ở đây được không ạ? À? Gửi bằng thư điện tử được không? Gửi bằng thư điện tử được không? Tôi định thử tìm việc khác. Tôi định thử tìm việc khác. Kỳ nghỉ, em định đi đâu? Kỳ nghỉ, em định đi đâu? Rẻ hơn so với công ty cạnh tranh. Rẻ hơn so với công ty cạnh tranh. Dù có chuyện gì cũng phải làm cái đó nhé. Dù có chuyện gì cũng phải làm cái đó nhé. Ngày đến hạn thanh toán là ngày 15 hàng tháng. Ngày đến hạn thanh toán là ngày 15 hàng tháng. Ai chủ trì hội nghị? Ai chủ trì hội nghị? Nếu cần sự giúp đỡ hãy báo cho tôi biết. Nếu cần sự giúp đỡ hãy báo cho tôi biết. Xin hãy tập trung chú ý. Xin hãy tập trung chú ý. Cảm ơn đã giao dịch với chúng tôi. Cảm ơn đã giao dịch với chúng tôi. Hãy nộp lý lịch Hãy nộp lý lịch. Tôi sẽ nói phần trọng tâm. Tôi sẽ nói phần trọng tâm. Gửi cho tôi catalog được không? Gửi cho tôi catalog được không? Lương là bao nhiêu hả? Lương là bao nhiêu hả? Ngày hết hạn là bao giờ hả? Ngày hết hạn là bao giờ hả? còn ba ngày nghỉ phép năm, còn ba ngày nghỉ phép năm, cảm ơn đã cho tôi cơ hội, cảm ơn đã cho tôi cơ hội, hãy ký duyệt cho tôi à, hãy ký duyệt cho tôi à, kinh nghiệm làm việc thế nào à, kinh nghiệm làm việc thế nào à, buổi họp được dự định vào ngày mai. Buổi họp được dự định vào ngày mai. Tôi sẽ kiểm tra ạ. Tôi sẽ kiểm tra ạ. Photo cái này giúp được không? Photo cái này giúp được không? Hãy kiểm tra lại giúp đi. Hãy kiểm tra lại giúp đi. Tất cả đã đến chưa ạ? Tất cả đã đến chưa ạ? Nghỉ 10 phút sau đó sẽ lại bắt đầu. Nghỉ 10 phút sau đó sẽ lại bắt đầu. Tôi không muốn nói. Tôi không muốn nói. Hãy quên hết đi. Hãy quên hết đi. Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh bận tâm vì chuyện gì thế? Anh bận tâm vì chuyện gì thế? là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Anh cáu giận với tôi ư? Anh cáu giận với tôi ư? Đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Giật cả mình. Giật cả mình có thể bắt đầu lại mà, có thể bắt đầu lại mà. Sao cáu kỉnh thế? Sao cáu kỉnh thế? Vẫn còn cáu à? Vẫn còn cáu à? Cười nhiều quá nên đau bụng. Cười nhiều quá nên đau bụng. Đừng lo sợ. Đừng lo sợ cố lên, cố lên. tôi thất vọng về anh, tôi thất vọng về anh. không thể chịu đựng hơn, không thể chịu đựng hơn. khó quá, khó quá. có chuyện gì đấy, có chuyện gì đấy. đừng thanh minh, đừng thanh minh buồn quá Buồn quá. Muốn khóc. Muốn khóc. Buồn. Buồn. Là nói đùa đấy. Là nói đùa đấy. Chán quá. Chán quá. Cái gì? Không thể tin được. Cái gì? Không thể tin được. Chắc là vui lắm. Chắc là vui lắm. Tôi sẽ không làm như thế nữa. Tôi sẽ không làm như thế nữa. Đó là hành động ngứa ngần. Đó là hành động ngứa ngần. Hãy dũng cảm. Hãy dũng cảm. Hãy bình tĩnh đừng nóng giận. Hãy bình tĩnh đừng nóng giận uất, uất, không biết có thể làm được không, không biết có thể làm được không, không thể vui hơn thế, không thể vui hơn thế, không biết làm cách nào, không biết làm cách nào, có điều gì phải lo lắng ư, có điều gì phải lo lắng ư? Hãy lau nước mắt đi. Hãy lau nước mắt đi. Căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Anh cáo à. Anh cáo à. Thật ta. À? Thật ta. À? Anh không biết xấu hổ à. Anh không biết xấu hổ à. Hãy thử suy nghĩ một cách tích cực. Hãy thử suy nghĩ một cách tích cực. Thử hít thở sâu vào. Thử hít thở sâu vào. Hình như mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Hình như mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Không phải lỗi tại anh đâu. Không phải lỗi tại anh đâu. Đừng nghĩ một cách nghiêm trọng quá. Đừng nghĩ một cách nghiêm trọng quá. Đã không biết thời gian trôi qua lúc nào. Đã không biết thời gian trôi qua lúc nào. Em không còn yêu anh nữa. Em không còn yêu anh nữa. Tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn. Tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn. Bao giờ làm lễ cưới đây? Bao giờ làm lễ cưới đây? Chúc mừng đám cưới chúc mừng đám cưới vợ tôi đã có mang vợ tôi đã có mang tôi yêu em tôi yêu em cô dâu xinh quá cô dâu xinh quá tôi đã có bạn gái tôi đã có bạn gái bẩn chuẩn bị đám cưới quá bận chuẩn bị đám cưới quá. Chuyện em với anh đã hết rồi. Chuyện em với anh đã hết rồi. Chúng ta hẹn hò gặp nhau được không? Chúng ta hẹn hò gặp nhau được không? Chúng ta gặp lại nhau được chứ? Chúng ta gặp lại nhau được chứ? Anh chán em. Anh chán em. Bạn đến một mình ư? Bạn đến một mình ư? Thật là đẹp. Thật là đẹp. Mãi mãi chị yêu mình em. Mãi mãi chị yêu mình em. Hàng này, tôi đều nghĩ đến em. Hàng này, tôi đều nghĩ đến em. Hãy kết hôn với em nhé. Hãy kết hôn với em nhé. Em thành thật yêu anh. Em thành thật yêu anh. Có con gái 4 tuổi. Có con gái 4 tuổi. Cuộc sống gia đình mới cưới thế nào? Cuộc sống gia đình mới cưới thế nào? Lập gia đình được 3 năm rồi. Lập gia đình được 3 năm rồi. Cho phép tôi gặp lại được không? Cho phép tôi gặp lại được không? Người hiểu rõ được tôi thì tốt. Người hiểu rõ được tôi thì tốt. Lập gia đình đã được bao lâu rồi? Lập gia đình đã được bao lâu rồi? Hãy ở bên em. Hãy ở bên em. Muộn rồi, tôi phải về thôi. Muộn rồi, tôi phải về thôi. Có con cái chưa? Có con cái chưa? Tôi không muốn chia tay bạn. Tôi không muốn chia tay bạn. Còn tôi đang đi nhà chè. Còn tôi đang đi nhà chè. Bạn thấy tôi thế nào có thể làm bạn gái được không? Bạn thấy tôi thế nào có thể làm bạn gái được không? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu mùa xuân năm nay sẽ cưới mùa xuân năm nay sẽ cưới tôi có người yêu rồi tôi có người yêu rồi em ghét anh em ghét anh đừng liên lạc nữa đừng liên lạc nữa dạo này đã có bạn trai chưa Dạo này đã có bạn trai chưa? Con trai là học sinh cấp 1. Con trai là học sinh cấp 1. Tôi ngồi chung một lát được không? Tôi ngồi chung một lát được không? Em muốn cùng chọn đời với anh. Em muốn cùng chọn đời với anh. Tôi thích em. Tôi thích em khi nào cưới khi nào cưới cho tôi xin số điện thoại được không cho tôi xin số điện thoại được không tôi đã có bạn trai tôi đã có bạn trai em cũng yêu anh em cũng yêu anh hôm nay trông khác quá hôm nay trông khác quá Tôi không thể bỏ em. Tôi không thể bỏ em. Có rượu vang không? Có rượu vang không? Anh chọn địa điểm đi. Anh chọn địa điểm đi. Xin lỗi nhưng có lẽ không đi được. Xin lỗi nhưng có lẽ không đi được. Mau vào đi. Mau vào đi. Mang tới món gì nhỉ? Mang tới món gì nhỉ? Tôi muốn uống một cốc bia. Tôi muốn uống một cốc bia. Không muộn đến thế đâu. Không muộn đến thế đâu. Cảm ơn nhưng tôi đã có hẹn trước. Cảm ơn nhưng tôi đã có hẹn trước. Tôi có hẹn ăn chưa? Tôi có hẹn ăn chưa? Lại đây và ăn tối đi. Lại đây và ăn tối đi. Sẽ xuất phát vào mấy giờ? Sẽ xuất phát vào mấy giờ? Xin chào đón các bạn đã đến nhà chúng tôi. Xin chào đón các bạn đã đến nhà chúng tôi. Có thể gặp một lát được không? Có thể gặp một lát được không? Nhà có mấy phòng? nhà có mấy phòng anh đã đợi lâu chưa anh đã đợi lâu chưa xin lỗi vì để bạn phải đợi xin lỗi vì để bạn phải đợi uống một ly cà phê nhé uống một ly cà phê nhé bữa tiệc thật tuyệt vời bữa tiệc thật tuyệt vời để tôi dẫn cho xem nhà để tôi dẫn cho xem nhà. Tổ chức tiệc lúc mấy giờ? Tổ chức tiệc lúc mấy giờ? Sau 6 giờ chiều thì lúc nào cũng được. Sau 6 giờ chiều thì lúc nào cũng được. Xin lỗi nhưng hôm nay lịch trình kín đặc rồi. Xin lỗi nhưng hôm nay lịch trình kín đặc rồi. Cuối tuần này mở tiệc đi. Cuối tuần này mở tiệc đi. Tôi định đợi thêm 5 phút nữa rồi đi. Tôi định đợi thêm 5 phút nữa rồi đi. Nhà đẹp quá. Nhà đẹp quá. Chuyển cuộc hẹn của chúng ta sang 2 giờ được không? Chuyển cuộc hẹn của chúng ta sang 2 giờ được không? Cảm ơn vì đã mời tôi. Cảm ơn vì đã mời tôi. Có phải ăn mặc cầu kỳ không? Có phải ăn mặc cầu kỳ không? Tôi sẽ sắp xếp khớp theo lịch của anh. Tôi sẽ sắp xếp khớp theo lịch của anh. Những người khác đang ở phòng khách. Những người khác đang ở phòng khách. Khi nào cũng được. Khi nào cũng được. Tôi mang tới một chút bia. Tôi mang tới một chút bia. Tiệc gì thế? Tiệc gì thế? Đã bắt đầu rồi ư? Đã bắt đầu rồi ư? Phải đến dự tiệc lúc mấy giờ nhỉ? Phải đến dự tiệc lúc mấy giờ nhỉ? Tôi không có kế hoạch gì đặc biệt. Tôi không có kế hoạch gì đặc biệt. Ngày mai có hẹn chưa? ngày mai có hẹn chưa tôi có đến sớm quá không tôi có đến sớm quá không phải mặc cái gì phải mặc cái gì là tiệc sinh nhật là tiệc sinh nhật có vẻ sẽ trễ khoảng bao lâu có vẻ sẽ trễ khoảng bao lâu bữa ăn có ngon không ạ bữa ăn có ngon không ạ bạn sẽ đi đến dự bữa tiệc đó à bạn sẽ đi đến dự bữa tiệc đó à tôi có hẹn khác tôi có hẹn khác tại sao đến muộn thế tại sao đến muộn thế tổ chức tiệc ở đâu tổ chức tiệc ở đâu đến muộn cũng không sao chứ đến muộn cũng không sao chứ. Ai ở đầu dây đây hả? À? Ai ở đầu dây đây hả? À? Không phải số điện thoại chị nói đâu. Không phải số điện thoại chị nói đâu. Hãy truyền lời giúp tôi. Hãy truyền lời giúp tôi. Anh gọi lại được không ạ? Anh gọi lại được không ạ? Tôi sẽ gọi lại sau. Tôi sẽ gọi lại sau. Có tín hiệu nhưng không có ai nhận. Có tín hiệu nhưng không có ai nhận. Nhắn tin cho tôi nhé. Nhắn tin cho tôi nhé. Tôi sẽ gọi lại. Tôi sẽ gọi lại. Hãy truyền lời giúp rằng tôi sẽ gọi điện lại hãy truyền lời giúp rằng tôi sẽ gọi điện lại đây là số điện thoại di rộng của tôi đây là số điện thoại di rộng của tôi ở đâu có thể gọi điện thoại được ạ à? ở đâu có thể gọi điện thoại được ạ à? tôi chuyển máy cho ai được ạ à? tôi chuyển máy cho ai được ạ à? không nghe rõ không nghe rõ Tôi gọi vì nhận được tin nhắn bảo gọi lại. Tôi gọi vì nhận được tin nhắn bảo gọi lại. Kết nối được rồi à? Kết nối được rồi à? Hãy truyền lời giúp rằng tôi đã gọi đến. Hãy truyền lời giúp rằng tôi đã gọi đến. Tôi sẽ gọi điện sớm nhất khi có thể. Tôi sẽ gọi điện sớm nhất khi có thể. Em bảo hãy chuyển máy cho ai cơ? Em bảo hãy chuyển máy cho ai cơ? Tôi sẽ để lại lời nhắn. Tôi sẽ để lại lời nhắn. Nếu được thì nói chuyện điện thoại đơn giản thôi nhé. Nếu được thì nói chuyện điện thoại đơn giản thôi nhé. Hãy chuyển lời giúp bảo mau chóng gọi lại cho tôi. Hãy chuyển lời giúp bảo mau chóng gọi lại cho tôi. Hãy kiểm tra lại số điện thoại đi. Hãy kiểm tra lại số điện thoại đi. Tôi đang đợi điện thoại. Tôi đang đợi điện thoại. Máy đang bận liên tục. Máy đang bận liên tục. Số này là số điện thoại nhà tôi. Số này là số điện thoại nhà tôi. Em đã gọi điện à? Em đã gọi điện à? Alo. Alo. Điện thoại của anh đấy Điện thoại của anh đấy Hãy nhắn giúp rằng có việc gấp. Hãy nhắn giúp rằng có việc gấp. Có điều gì nhắn lại không ạ? Có điều gì nhắn lại không ạ? Xin lỗi vì không nghe được điện thoại. Xin lỗi vì không nghe được điện thoại. Hãy nhắn anh ấy bảo gọi cho tôi. Hãy nhắn anh ấy bảo gọi cho tôi. Xin đợi cho một chút. Xin đợi cho một chút. Có việc phải điện thoại gấp. Có việc phải điện thoại gấp. Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi. Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi. Tôi dùng điện thoại được không? Tôi dùng điện thoại được không? Tôi sẽ gọi lại sau 5 phút nữa. Tôi sẽ gọi lại sau 5 phút nữa. Hãy thay tôi gọi điện thoại giúp. Hãy thay tôi gọi điện thoại giúp. Chỉ gọi số nào đấy. Chỉ gọi số nào đấy. Hãy đánh thức tôi lúc 6 giờ sáng. Hãy đánh thức tôi lúc 6 giờ sáng. Hãy dọn vệ sinh phòng giúp tôi. Hãy dọn vệ sinh phòng giúp tôi. Làm thủ tục nhận phòng ở đâu ạ? À? Làm thủ tục nhận phòng ở đâu ạ? À? Dùng bữa sáng ở đâu ạ? À? Dùng bữa sáng ở đâu ạ? À? Cho tôi phòng yên tĩnh. Cho tôi phòng yên tĩnh. Chỗ đi xe buýt ra sân bay ở đâu? Chỗ đi xe buýt ra sân bay ở đâu? Tôi nhờ mang hành lý đến tận phòng. Tôi nhờ mang hành lý đến tận phòng. Có gọi bữa sáng được không? Có gọi bữa sáng được không? Phòng bên cạnh ẩm ý quá. Phòng bên cạnh ẩm ý quá. Hãy đổi cho tôi cái chăn khác. Hãy đổi cho tôi cái chăn khác bệt toilet bị hỏng rồi bệt toilet bị hỏng rồi cho tôi phòng ở phía bờ biển cho tôi phòng ở phía bờ biển tôi sẽ hủy đặt phòng tôi sẽ hủy đặt phòng không có giá rẻ hơn ư không có giá rẻ hơn ư giá bao gồm phí phục vụ và thuế phải không Giá bao gồm phí phục vụ và thuế phải không? Khi nào dùng bữa sáng được? Khi nào dùng bữa sáng được? Cho tôi thêm khăn. Cho tôi thêm khăn. Giá phòng là bao nhiêu ạ? Giá phòng là bao nhiêu ạ? Phòng lạnh quá. Phòng lạnh quá. Hãy gọi taxi giúp tôi hãy gọi taxi giúp tôi cho tôi thêm một cái giường cho tôi thêm một cái giường tôi muốn trả phòng sớm một ngày tôi muốn trả phòng sớm một ngày tôi cũng muốn gửi đồ quý hiếm tôi cũng muốn gửi đồ quý hiếm khi đặt phòng có cần tiền đặt cọc không khi đặt phòng có cần tiền đặt cọc không Phòng vẫn chưa được dọn vệ sinh. Phòng vẫn chưa được dọn vệ sinh. Phòng được đặt theo tên của vị nào ạ? À? Phòng được đặt theo tên của vị nào ạ? À? Nước nóng không chảy ra. Nước nóng không chảy ra. Thời gian sử dụng phòng tập thể hình thế nào? Thời gian sử dụng phòng tập thể hình thế nào? Tôi muốn đặt phòng ạ. À? tôi muốn đặt phòng ạ à? bể bơi ở tầng mấy ạ à? bể bơi ở tầng mấy ạ à? ký tên vào đây được không ký tên vào đây được không giá bao gồm bữa sáng phải không giá bao gồm bữa sáng phải không tôi nhờ gọi báo thức vào sáng ngày mai tôi nhờ gọi báo thức vào sáng ngày mai Tôi muốn nhận phòng. Tôi muốn nhận phòng. Hãy đổi phòng khác cho tôi. Hãy đổi phòng khác cho tôi. Có thể ở thêm một ngày đêm được không? Có thể ở thêm một ngày đêm được không? Có phòng trống không? Có phòng trống không? Đây là thông tin đặt phòng của tôi đây là thông tin đặt phòng của tôi có phòng để ngủ đêm nay không có phòng để ngủ đêm nay không hãy gọi giúp người mang hành lý hãy gọi giúp người mang hành lý ở gần đây không có khách sạn khác ư ở gần đây không có khách sạn khác ư trả phòng là mấy giờ ạ à? trả phòng là mấy giờ ạ à? chị muốn phòng thế nào ạ? À? chị muốn phòng thế nào ạ? À? Phòng nóng quá. Phòng nóng quá. Sẽ ở trong mấy ngày ạ? À? Sẽ ở trong mấy ngày ạ? À? Tôi muốn đặt phòng. Tôi muốn đặt phòng. Có thể trông giữ hộ hành lý của tôi đến tối được không? có thể trông giữ hộ hành lý của tôi đến tối được không? tôi đã không gọi nước qua. tôi đã không gọi nước qua. tôi đề nghị chỗ sát cửa sổ. tôi đề nghị chỗ sát cửa sổ. có phiếu giảm giá. có phiếu giảm giá. muốn chỗ ngồi thế nào ạ? À? muốn chỗ ngồi thế nào ạ? À? Cái này miễn phí à? Cái này miễn phí à? Tôi đã ăn rồi. Tôi đã ăn rồi. Thịt bị cháy. Thịt bị cháy. Có thể hội viên. Có thể hội viên. Nhà hàng tương đối được ở gần đây ở đâu nhỉ? Nhà hàng tương đối được ở gần đây ở đâu nhỉ? Đi ăn pizza nhé. Đi ăn pizza nhé. Tính riêng ra cho tôi. Tính riêng ra cho tôi. Cho tôi hóa đơn. Cho tôi hóa đơn. No bụng. No bụng. Thuộc diện khẩu vị ăn uống hơi khó tính. Thuộc diện khẩu vị ăn uống hơi khó tính. Tôi đề nghị chỗ cấm hút thuốc. Tôi đề nghị chỗ cấm hút thuốc. Tôi đang ăn kiêng. Tôi đang ăn kiêng. Có thực đơn tiếng Anh không ạ? Có thực đơn tiếng Anh không ạ? Thanh toán ở đâu ạ? Thanh toán ở đâu ạ? Có thanh toán bằng thẻ tín dụng được không? Có thanh toán bằng thẻ tín dụng được không? biết tết làm cho quý khách thế nào ạ? À? biết tết làm cho quý khách thế nào ạ? À? Hãy chuẩn bị ghế cho trẻ em giúp tôi. Hãy chuẩn bị ghế cho trẻ em giúp tôi. Làm ơn cho tôi chút nước đá. Làm ơn cho tôi chút nước đá. Đã đặt trước chưa ạ? Đã đặt trước chưa ạ? Chúng ta dùng bữa trưa cùng nhau nhé chúng ta dùng bữa trưa cùng nhau nhé tôi thì cái gì cũng được tôi thì cái gì cũng được cho tôi bản thực đơn cho tôi bản thực đơn anh thường xuyên đến đây không anh thường xuyên đến đây không món ăn đặc biệt cho bữa trưa là gì vậy món ăn đặc biệt cho bữa trưa là gì vậy Ăn nhiều quá rồi. Ăn nhiều quá rồi. Tôi muốn chuyển sang bàn phía kia. Tôi muốn chuyển sang bàn phía kia. Tôi đã đặt chỗ lúc 7 giờ. Tôi đã đặt chỗ lúc 7 giờ. 5 phút nữa quay lại giúp tôi nhé. 5 phút nữa quay lại giúp tôi nhé. Món tráng miệng có cái gì? Món tráng miệng có cái gì? Cho tôi khăn ăn. Cho tôi khăn ăn. Anh hãy chia cái này thành hai bát cho tôi. Anh hãy chia cái này thành hai bát cho tôi. Tôi cũng dùng cùng loại. Tôi cũng dùng cùng loại. Với tôi cũng là lần đầu tiên. Với tôi cũng là lần đầu tiên cho tôi hạt tiêu. Cho tôi hạt tiêu. Tính chung vào cho tôi. Tính chung vào cho tôi. Thanh toán trước ạ. À? Thanh toán trước ạ. À? Quý khách gọi món không ạ? À? Quý khách gọi món không ạ? À? Cho chúng tôi gọi món. Cho chúng tôi gọi món. Tôi muốn mời bữa trưa. Tôi muốn mời bữa trưa. Tôi sẽ đặt trước. Tôi sẽ đặt trước. Tôi đề nghị chỗ có thể hút thuốc. Tôi đề nghị chỗ có thể hút thuốc. Nước sốt ngọt đây. Nước sốt ngọt đây. Món súp ngày hôm nay là gì? Món súp ngày hôm nay là gì? Hoàn toàn chưa dùng đâu. Hoàn toàn chưa dùng đâu. Tôi trả ngay. Tôi trả ngay. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Có màu hồng không? Có màu hồng không? Sản phẩm thông thường anh vẫn dùng là gì ạ? À? Sản phẩm thông thường anh vẫn dùng là gì ạ? À? Thanh toán ở đâu ạ? À? Thanh toán ở đâu ạ? À? Cho tôi hóa đơn. Cho tôi hóa đơn. Anh muốn loại mỹ phẩm nào ạ? À? Anh muốn loại mỹ phẩm nào ạ? À? Là da khô. Là da khô. Cho tôi lấy lại tiền được không? Cho tôi lấy lại tiền được không? Có bản đồ của thành phố này không? Có bản đồ của thành phố này không? Nếu tôi mua cái này bằng tiền mặt có giảm giá thêm cho tôi không? Nếu tôi mua cái này bằng tiền mặt có giảm giá thêm cho tôi không? Chỉ loại này thôi ạ. À? Chỉ loại này thôi ạ. À? Là da dầu. Là da dầu. Quầy hoa quả ở đâu ạ? À? quầy hoa quả ở đâu ạ à? cái này bao nhiêu cái này bao nhiêu giặt nước có được không giặt nước có được không tôi đang tìm nước hoa tôi đang tìm nước hoa hơi đắt đối với tôi hơi đắt đối với tôi cho tôi một bộ bàn chải đánh răng cho tôi một bộ bàn chải đánh răng. Tôi muốn đổi sang cỡ nhỏ hơn. Tôi muốn đổi sang cỡ nhỏ hơn. Tôi muốn nhận vào thứ bảy. Tôi muốn nhận vào thứ bảy. Tôi muốn mua mặt nạ mát xa. Tôi muốn mua mặt nạ mát xa. Có chuyển đến tận nhà không? Có chuyển đến tận nhà không? Tôi đang tìm nước hoa hồng dưỡng da. Tôi đang tìm nước hoa hồng dưỡng da. Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không? Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không? Vào ngày chuyển hàng, hãy gọi điện lại cho tôi. Vào ngày chuyển hàng, hãy gọi điện lại cho tôi. Không biết cỡ của tôi. Không biết cỡ của tôi xe đẩy hàng ở đâu ạ à? xe đẩy hàng ở đâu ạ à? mua khi nào ạ à? mua khi nào ạ à? có bao gồm thuế không có bao gồm thuế không cho tôi cỡ nhỏ hơn một chút cho tôi cỡ nhỏ hơn một chút cho tôi xem cái khác cho tôi xem cái khác cái này mặc thử được không cái này mặc thử được không là sản phẩm phải giặt khô là hơi à là sản phẩm phải giặt khô là hơi à không có cách khác ạ à? không có cách khác ạ à? có mua riêng được không có mua riêng được không thời gian có thể đổi trả lại là đến khi nào ạ à? thời gian có thể đổi trả lại là đến khi nào ạ à? cho tôi xem cái màu xanh nước biển cho tôi xem cái màu xanh nước biển đắt quá đắt quá tôi xem quanh thêm rồi quay lại nhé tôi xem quanh thêm rồi quay lại nhé nếu hỏng có sửa chữa miễn phí không nếu hỏng có sửa chữa miễn phí không Đổi cho tôi cái khác. Đổi cho tôi cái khác. Thiết kế này hơi loè loẹt. Thiết kế này hơi loè loẹt. Nếu có lỗi có đổi lại cho khách không? Nếu có lỗi có đổi lại cho khách không? Hãy gói quà giúp tôi. Hãy gói quà giúp tôi. Tay áo dài quá. Tay áo dài quá góc bán rau củ quả ở đâu ạ? À? góc bán rau củ quả ở đâu ạ? À? tôi định làm quà tặng người lớn tuổi. tôi định làm quà tặng người lớn tuổi. vào có được không ạ? À? vào có được không ạ? À? bán khuyến mại từ bao giờ? bán khuyến mại từ bao giờ? giá này là giá khuyến mại à? giá này là giá khuyến mại à đi xem một vòng được không đi xem một vòng được không hợp quá hợp quá bán khuyến mại trong bao lâu bán khuyến mại trong bao lâu tôi chỉ đang xem quanh thôi tôi chỉ đang xem quanh thôi có mẫu để thử được không có mẫu để thử được không? Tôi muốn mua mỹ phẩm. Tôi muốn mua mỹ phẩm. Gói riêng ra giúp tôi. Gói riêng ra giúp tôi. Tôi định mua áo. Tôi định mua áo. Thẻ tín dụng này có dùng được không? Thẻ tín dụng này có dùng được không? Thời gian bảo hành của sản phẩm này là bao lâu? Thời gian bảo hành của sản phẩm này là bao lâu? Sờ thử có được không? sở thử có được không? Lần sau tôi lại đến. Lần sau tôi lại đến. Ký vào đây được không ạ? Ký vào đây được không ạ? Có cỡ lớn hơn không? có cỡ lớn hơn không trả chậm không lãi suất mấy tháng ạ à? trả chậm không lãi suất mấy tháng ạ à? có bút bi không có bút bi không cần ở đâu ạ à? cần ở đâu ạ à? thời gian a s miễn phí là một năm thời gian a s miễn phí là một năm Tôi muốn đổi cái này. Tôi muốn đổi cái này. Cho tôi xem thêm màu khác. Cho tôi xem thêm màu khác. Cái đang được ưa thích nhất là cái nào? Cái đang được ưa thích nhất là cái nào? Thời hạn sử dụng đã quá rồi. Thời hạn sử dụng đã quá rồi. Khi nào sẽ chuyển hàng đến cho tôi? khi nào sẽ chuyển hàng đến cho tôi tôi muốn trả lại hàng này tôi muốn trả lại hàng này có thiệp mừng sinh nhật không có thiệp mừng sinh nhật không cửa hàng khác bán rẻ hơn mà cửa hàng khác bán rẻ hơn mà mời vào chị cần tìm gì hả mời vào chị cần tìm gì hả có chuyển tận nơi cho tôi không? có chuyển tận nơi cho tôi không? tôi đã mua ở đây ba ngày trước. tôi đã mua ở đây ba ngày trước. giảm giá cho tôi. giảm giá cho tôi. muốn màu nào à? muốn màu nào à? có phù hợp với học sinh tiểu học không? có phù hợp với học sinh tiểu học không cho tôi cái túi cho tôi cái túi giá được đấy nhỉ giá được đấy nhỉ phòng thay đồ ở đâu phòng thay đồ ở đâu đang giảm giá chớp nhoáng đang giảm giá chớp nhoáng gói lại giúp tôi Gói lại giúp tôi. Không hợp với tôi. Không hợp với tôi. Dùng làm quà mừng nhà mới có được không ạ? À? Dùng làm quà mừng nhà mới có được không ạ? À? Hãy giới thiệu cho tôi sách bán chạy nhất. Hãy giới thiệu cho tôi sách bán chạy nhất. Có nhận ngân phiếu du lịch không? Có nhận ngân phiếu du lịch không? phải cắt ngắn bớt chiều dài quần. phải cắt ngắn bớt chiều dài quần. Giảm giá đi thì tôi sẽ mua. Giảm giá đi thì tôi sẽ mua. Tôi sẽ xuống bến sau. Tôi sẽ xuống bến sau. Tôi sẽ cho xuống ở lối qua đường tiếp theo. Tôi sẽ cho xuống ở lối qua đường tiếp theo. Cho tôi một vé một chiều đến Ủy ban Nhân dân Thành phố. Cho tôi một vé một chiều đến Ủy ban Nhân dân Thành phố. Khi đến đó bảo cho tôi biết được không ạ? À? Khi đến đó bảo cho tôi biết được không ạ? À? Học sinh có được giảm giá không? Học sinh có được giảm giá không? Dừng xe lại đây cho tôi. Dừng xe lại đây cho tôi hãy xuống ở bến sau hãy xuống ở bến sau ở kia có chỗ trống ở kia có chỗ trống hãy lùi lại sau vạch an toàn hãy lùi lại sau vạch an toàn ở bên kia đường ở bên kia đường ở đây có thể bắt taxi được không ở đây có thể bắt taxi được không? Có thể cho tôi bảng giờ xe buýt được không? Có thể cho tôi bảng giờ xe buýt được không? Cước phí nhiều quá. Cước phí nhiều quá. Xe buýt kia có đi đến ủy ban nhân dân thành phố không? Xe buýt kia có đi đến ủy ban nhân dân thành phố không? Hình như cước phí bị tính sai rồi. Hình như cước phí bị tính sai rồi. Có thể hủy vé này được không? Có thể hủy vé này được không? Quý khách xuống ở đâu ạ? À? Quý khách xuống ở đâu ạ? À? Bến xe buýt gần đây nhất ở đâu? Bến xe buýt gần đây nhất ở đâu? Cửa xuống tàu điện ngầm ở đâu ạ? À? Cửa xuống tàu điện ngầm ở đâu ạ? À? ban đêm phải trả cước phí nhiều hơn ư? ban đêm phải trả cước phí nhiều hơn ư? bến tiếp theo là đâu ạ? À? bến tiếp theo là đâu ạ? À? muốn đi lên phố phải đi xe buýt nào ạ? À? muốn đi lên phố phải đi xe buýt nào ạ? À? ở đây hỗn độn nhi. ở đây hỗn độn nhi. đừng tựa vào cưa đừng tựa vào cửa. Gà này là ga nào đấy? Gà này là ga nào đấy? Đã hết vé rồi à? Đã hết vé rồi à? Mở giúp tôi thùng xe được không? Mở giúp tôi thùng xe được không? Xe buýt nào đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố? Xe buýt nào đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố? Xin lỗi nhưng có chỗ trống không? Xin lỗi nhưng có chỗ trống không? Cho tôi đến địa chỉ này. Cho tôi đến địa chỉ này. Vé một chiều hay vé khứ hồi ạ? À? Vé một chiều hay vé khứ hồi ạ? À? Có thể đi tàu điện ngầm từ đâu được? Có thể đi tàu điện ngầm từ đâu được? Hãy đi theo đường nhanh nhất giúp tôi. Hãy đi theo đường nhanh nhất giúp tôi. Cửa số 1 ở đâu ạ? Cửa số 1 ở đâu ạ? Ở cách đây 5 phút đi bộ. Ở cách đây 5 phút đi bộ. Lên xe buýt đi đến ủy ban nhân dân thành phố ở đâu ạ? Lên xe buýt đi đến ủy ban nhân dân thành phố ở đâu ạ? cho tôi xuống đây chỗ nào cũng được cho tôi xuống đây chỗ nào cũng được tôi đã đi qua bến tôi đã đi qua bến có thể mua vé ở đâu có thể mua vé ở đâu phía sau còn rồng phía sau còn rồng nếu muốn đi đến thư viện trung ương phải đi đường số mấy nếu muốn đi đến thư viện trung ương phải đi đường số mấy? xe buýt chuyến tiếp theo bao giờ đến? xe buýt chuyến tiếp theo bao giờ đến? muốn đi đến chợ phải ra cửa số mấy à? muốn đi đến chợ phải ra cửa số mấy à? cây này có đi đến ủy ban nhân dân thành phố không? cây này có đi đến ủy ban nhân dân thành phố không? Đường số mấy đi đến ga ủy ban nhân dân thành phố. Đường số mấy đi đến ga ủy ban nhân dân thành phố. Hãy cho tôi xem vé. Hãy cho tôi xem vé. Cảm ơn, anh hãy giữ lấy tiền thừa. Cảm ơn, anh hãy giữ lấy tiền thừa. Tôi sẽ lấy vali của tôi ra. Tôi sẽ lấy vali của tôi ra khi nào có chuyến tàu quay về khi nào có chuyến tàu quay về tôi bị lỡ tàu tôi bị lỡ tàu ga tàu điện ngầm gần đây nhất là ở đâu ga tàu điện ngầm gần đây nhất là ở đâu mua vé tàu điện ngầm ở đâu ạ mua vé tàu điện ngầm ở đâu ạ hãy xem ở trên giá đỡ hãy xem ở trên giá đỡ xe buýt đó chạy thường xuyên bao lâu một chuyến xe buýt đó chạy thường xuyên bao lâu một chuyến quầy bán vé ở đâu quầy bán vé ở đâu đến sân bay mất bao nhiêu đến sân bay mất bao nhiêu dừng lại ở đằng kia một lát cho tôi dừng lại ở đằng kia một lát cho tôi Ga sau là ở đâu? Ga sau là ở đâu? Hai người lớn và một trẻ em. Hai người lớn và một trẻ em. Áo phao cứu hộ ở đâu ạ? Áo phao cứu hộ ở đâu ạ? Còn mấy bên nữa đến Ủy ban Nhân dân thành phố? Còn mấy bên nữa đến Ủy ban Nhân dân thành phố? Tôi muốn chọn chỗ ngồi tôi muốn chọn chỗ ngồi cho tôi sơ đồ tuyến tàu điện ngầm cho tôi sơ đồ tuyến tàu điện ngầm có phải trả phí không có phải trả phí không giá vé là bao nhiêu giá vé là bao nhiêu giờ đến thế nào giờ đến thế nào có vé rẻ hơn không có vé rẻ hơn không? Tôi muốn thay đổi vé đặt. Tôi muốn thay đổi vé đặt. Hãy đưa vào danh sách khách đợi cho tôi. Hãy đưa vào danh sách khách đợi cho tôi. Trong túi có cái gì hả? Trong túi có cái gì hả? Hạn chế cân nặng là bao nhiêu? Hạn chế cân nặng là bao nhiêu? Hành lý của tôi bị mất. Hành lý của tôi bị mất. Mượn xe thuê ở đâu ạ? Mượn xe thuê ở đâu ạ? Từ khi nào sẽ cho lên máy bay? Từ khi nào sẽ cho lên máy bay? Chuyến bay sớm nhất xuất phát lúc mấy giờ? Chuyến bay sớm nhất xuất phát lúc mấy giờ? Tôi muốn xác nhận đặt chỗ tôi muốn xác nhận đặt chỗ trung tâm quản lý đồ thất lạc ở đâu ạ à? trung tâm quản lý đồ thất lạc ở đâu ạ à? quốc tịch ở đâu ạ à? quốc tịch ở đâu ạ à? đó là giá bao gồm thuế xăng dầu phải không đó là giá bao gồm thuế xăng dầu phải không hãy đưa hành lý lên cân hãy đưa hành lý lên cân có biên lai like hành lý gửi không ạ? À? Có biên lai like hành lý gửi không ạ? À? Cửa ra máy bay ở đâu? Cửa ra máy bay ở đâu? Đã xác nhận giữ chỗ rồi. Đã xác nhận giữ chỗ rồi. Cái này có mang vào máy bay được không? Cái này có mang vào máy bay được không? Hành lý của tôi bị hỏng hành lý của tôi bị hỏng mang theo bao nhiêu ngoại tệ ạ à? mang theo bao nhiêu ngoại tệ ạ à? hãy gửi hành lý này cho tôi hãy gửi hành lý này cho tôi đi tàu điện ngầm ở đâu ạ à? đi tàu điện ngầm ở đâu ạ à? thuế xăng dầu là bao nhiêu thuế xăng dầu là bao nhiêu Hãy qua cổng kiểm tra an toàn. Hãy qua cổng kiểm tra an toàn. Hãy đặt túi lên trên bàn. Hãy đặt túi lên trên bàn. Vé khứ hồi bao nhiêu tiền? Vé khứ hồi bao nhiêu tiền? Hãy mở túi ra. Hãy mở túi ra. Làm thủ tục xuất cảnh ở đâu ạ? À? Làm thủ tục xuất cảnh ở đâu ạ? Hãy đưa hành lý lên chỗ này. Hãy đưa hành lý lên chỗ này. Có mang vé máy bay chẳng về không? Có mang vé máy bay chẳng về không? Có hành lý cần gửi không ạ? Có hành lý cần gửi không ạ? Sẽ phải hủy chuyến bay. Sẽ phải hủy chuyến bay. Nơi lấy hành lý gửi ở đâu ạ? À? Nơi lấy hành lý gửi ở đâu ạ? À? Có visa không? Có visa không? Tôi có phải trả cước phí thêm không? Tôi có phải trả cước phí thêm không? Chỗ đi taxi về thành phố ở đâu ạ? À? Chỗ đi taxi về thành phố ở đâu ạ? À? Hãy đi xuống tầng 1. Hãy đi xuống tầng 1. Cho tôi chỗ gần cửa sổ. Cho tôi chỗ gần cửa sổ. Quầy hướng dẫn ở đâu ạ? Quầy hướng dẫn ở đâu ạ? Đây là thông tin đặt vé của tôi. Đây là thông tin đặt vé của tôi. Sẽ lưu trú trong bao lâu ạ? Sẽ lưu trú trong bao lâu ạ? định lưu trú ở đâu ạ định lưu trú ở đâu ạ cho tôi xem thẻ lên máy bay cho tôi xem thẻ lên máy bay hãy giang hai tay ra hãy giang hai tay ra khi nào đến giờ ăn khi nào đến giờ ăn có chỗ trống nào khác không có chỗ trống nào khác không cho tôi gối và chăn. Cho tôi gối và chăn. Tôi có thể đổi sang chỗ phía cửa sổ được không? Tôi có thể đổi sang chỗ phía cửa sổ được không? Xin hãy trở về chỗ ngồi. Xin hãy trở về chỗ ngồi. Đồ uống này là miễn phí ư? Đồ uống này là miễn phí ư? Tôi ngả ghế ra sau có được không? Tôi ngả ghế ra sau có được không? Đổi chỗ có được không? Đổi chỗ có được không? Có gì đáng để đọc không? Có gì đáng để đọc không? Bây giờ thời tiết bên ngoài thế nào? Bây giờ thời tiết bên ngoài thế nào? Xin hãy cài dây an toàn. Xin hãy cài dây an toàn. Xin hãy tắt điện thoại di động. Xin hãy tắt điện thoại di động. Tôi muốn mua hàng miễn thuế trên máy bay. Tôi muốn mua hàng miễn thuế trên máy bay. Có phục vụ bữa ăn trên máy bay không? Có phục vụ bữa ăn trên máy bay không? Có bán hàng miễn thuế trên máy bay không? Có bán hàng miễn thuế trên máy bay không? Cho tôi xem vé được không? Cho tôi xem vé được không? Cho tôi tay nghe. Cho tôi tay nghe. Việc cất cánh bị trì hoãn bao lâu? Việc cất cánh bị trì hoãn bao lâu? Xin đừng dùng chân đá vào chỗ ngồi. Xin đừng dùng chân đá vào chỗ ngồi. Cho tôi khăn ướt. Cho tôi khăn ướt. Xin hãy tắt máy điện tử. Xin hãy tắt máy điện tử. Khi đến giờ ăn, hãy đánh thức tôi dậy nhé. Khi đến giờ ăn, hãy đánh thức tôi dậy nhé. Hãy để túi xuống phía dưới ghế ngồi. Hãy để túi xuống phía dưới ghế ngồi. Cảm ơn vì đã chờ tôi đi. Cảm ơn vì đã chờ tôi đi. Đừng lái xe khi uống bia rượu. Đừng lái xe khi uống bia rượu. Đừng chạy quá tốc độ. Đừng chạy quá tốc độ. Xe sạch sẽ đây. Xe sạch sẽ đây. Tôi sẽ đến trong vòng một tiếng. Tôi sẽ đến trong vòng một tiếng. Tôi sẽ chờ đến tận ga cho tôi sẽ chờ đến tận ga cho. Tôi xuống mà bỏ quên chìa khóa trong xe. Tôi xuống mà bỏ quên chìa khóa trong xe. Chú ý phía trước. Chú ý phía trước. Tôi đã lái xe được 10 năm rồi. Tôi đã lái xe được 10 năm rồi. Phí độ xe mỗi tiếng là bao nhiêu tiền? phí đỗ xe mỗi tiếng là bao nhiêu tiền đừng lái xe khi buồn ngủ đừng lái xe khi buồn ngủ có thể mua hay mượn thùng đựng xăng được không có thể mua hay mượn thùng đựng xăng được không hãy đổ sẵn xăng cho tôi hãy đổ sẵn xăng cho tôi trả xe ở đâu ạ trả xe ở đâu ạ Hãy bật xi nhan rẽ trái. Hãy bật xi nhan rẽ trái. Có lẽ đến lúc phải thay dầu máy. Có lẽ đến lúc phải thay dầu máy. Xe ô tô của tôi bị tai nạn. Xe ô tô của tôi bị tai nạn. Hãy đổ đầy cho tôi. Hãy đổ đầy cho tôi. Aqui đã bị phóng điện áp quy đã bị phóng điện lốp xe đã bị thùng lốp xe đã bị thùng dạo này bận quá nên không có thời gian rửa xe dạo này bận quá nên không có thời gian rửa xe ở đây là bãi đỗ xe miễn phí ở đây là bãi đỗ xe miễn phí lấy cho tôi vé đỗ xe lấy cho tôi vé đỗ xe. Hãy mở điều hòa giúp tôi. Hãy mở điều hòa giúp tôi. Hãy rẽ phải ở chỗ kia. Hãy rẽ phải ở chỗ kia. Không khởi động được tốt. Không khởi động được tốt. Xe của tôi bị hỏng rồi. Xe của tôi bị hỏng rồi. Phí kiểm tra là bao nhiêu? Phí kiểm tra là bao nhiêu? Cảm ơn nhưng tôi sẽ đi một mình. Cảm ơn nhưng tôi sẽ đi một mình. Hãy thay cho tôi đèn pha. Hãy thay cho tôi đèn pha. Trong số tiền thanh toán có bao gồm tiền đặt cọc không? Trong số tiền thanh toán có bao gồm tiền đặt cọc không? Hãy đổ xe ở trước máy bơm xăng dầu. Hãy đổ xe ở trước máy bơm xăng dầu. Hãy kiểm tra giúp xe của tôi. Hãy kiểm tra giúp xe của tôi. Tôi sẽ xuống ở đây. Cảm ơn. Tôi sẽ xuống ở đây. Cảm ơn. Xin hãy giải thích cụ thể. Xin hãy giải thích cụ thể. Thiếu xăng rồi thiếu xăng rồi nếu quá thời gian trả xe thì sẽ thế nào nếu quá thời gian trả xe thì sẽ thế nào tôi không lái xe số được tôi không lái xe số được hình như bị dò dỉ dầu hình như bị dò dỉ dầu hãy cho tôi đi nhờ hãy cho tôi đi nhờ Đường tắc nhi. Đường tắc nhi. Phía trước có camera giám sát tốc độ. Phía trước có camera giám sát tốc độ. Sửa thì mất bao lâu ạ? À? Sửa thì mất bao lâu ạ? À? Bao giờ có thể đến lấy xe được? Bao giờ có thể đến lấy xe được? Hãy thắt dây an toàn. Hãy thắt dây an toàn. Tôi muốn trả xe ở địa điểm khác. Tôi muốn trả xe ở địa điểm khác. Hãy chờ giúp về đến tận nhà tôi. Hãy chờ giúp về đến tận nhà tôi. Hơi trong lốp xe bị thoát ra. Hơi trong lốp xe bị thoát ra. Xe bây giờ đang ở đâu? Xe bây giờ đang ở đâu? Có thể sửa được không? Có thể sửa được không? Phải đợi bao lâu ạ? Phải đợi bao lâu ạ? Cho tôi xuống ở lối vào. Cho tôi xuống ở lối vào. Đây là nơi đỗ xe dành cho những người dân khu vực này. Đây là nơi đỗ xe dành cho những người dân khu vực này. Giảm tốc độ đi giảm tốc độ đi tôi muốn thuê xe ô tô tôi muốn thuê xe ô tô có rửa xe được không có rửa xe được không có thể đỗ xe ở đây được không có thể đỗ xe ở đây được không tôi là lái xe mới tập lái tôi là lái xe mới tập lái Đưa cho tôi hộ chiếu và bằng lái xe. Đưa cho tôi hộ chiếu và bằng lái xe. Hãy đến đây chờ tôi đi. Hãy đến đây chờ tôi đi. Hãy dừng xe giúp tôi. Hãy dừng xe giúp tôi. Ở xe có phát ra tiếng lạ. Là... Ở xe có phát ra tiếng lạ. Là... Tôi đề nghị nhờ xe kéo. Tôi đề nghị nhờ xe kéo. Xe tôi đã sửa xong hết chưa? Xe tôi đã sửa xong hết chưa? Cây xăng tự phục vụ ở gần đây ở đâu ạ? À? Cây xăng tự phục vụ ở gần đây ở đâu ạ? À? Đến 10 giờ sáng phải trả xe ạ. À? Đến 10 giờ sáng phải trả xe ạ. À? Xin lỗi vì xe bẩn quá xin lỗi vì xe bẩn quá hãy sửa xe thủ công cho tôi hãy sửa xe thủ công cho tôi rửa cả bên trong chứ ạ à? rửa cả bên trong chứ ạ à? đường này là đường cụt đường này là đường cụt anh đã lái xe bao lâu rồi anh đã lái xe bao lâu rồi Cổ chân bị chật khớp. Cổ chân bị chật khớp. Hãy chú ý sức khỏe nhé. Hãy chú ý sức khỏe nhé. Không thể nhai thức ăn được. Không thể nhai thức ăn được. Tôi bị dị ứng với quả đào. Tôi bị dị ứng với quả đào. Bị rối loạn tiêu hóa. Bị rối loạn tiêu hóa. Cơn đau còn nặng hơn vào ban đêm. Cơn đau còn nặng hơn vào ban đêm. Tôi đo thân nhiệt nhé. Tôi đo thân nhiệt nhé. Ở lợi bị chảy máu. Ở lợi bị chảy máu. Bác sĩ bảo sao ạ? À? Bác sĩ bảo sao ạ? À? Bị đau ở đâu ạ? À? Bị đau ở đâu ạ? À? Ngứa phải không? Ngứa phải không? Hãy thử đưa tay lên. Hãy thử đưa tay lên. Tôi thuộc diện đi ngủ muộn. Tôi thuộc diện đi ngủ muộn. Hãy kể tình trạng ạ. À. Hãy kể tình trạng ạ. À. Phải hàn răng sâu. Phải hàn răng sâu tôi đã gọi điện hẹn trước rồi tôi đã gọi điện hẹn trước rồi tôi đến để điều trị tôi đến để điều trị có bị dị ứng không ạ có bị dị ứng không ạ thấy tức ngực thấy tức ngực trên mặt nổi trứng cá trên mặt nổi trứng cá bị sốt bị sốt. Mắt bị thâm tím. Mắt bị thâm tím. Tôi sẽ viết đơn thuốc. Tôi sẽ viết đơn thuốc. Mắt bị ngứa. Mắt bị ngứa. Phía trong mũi đã bị loét. Phía trong mũi đã bị loét. Nếu không có tiến triển thì lại đến đây nhé. Nếu không có tiến triển thì lại đến đây nhé. Mắt bị sung huyết. Mắt bị sung huyết. Không thèm ăn. Không thèm ăn. Bị cước tê cóng. Bị cước tê cóng. Bị bỏng nước sôi. Bị bỏng nước sôi. Dễ bị mệt. Dễ bị mệt. Tôi đến để nhổ răng. Tôi đến để nhổ răng. Tay không có cảm giác gì. Tay không có cảm giác gì. Có răng sâu. Có răng sâu. Tai bị ù. Tai bị ù. Bị rộp da. Bị rộp da. Nước mũi chảy liên tục. Nước mũi chảy liên tục. Bị ong đốt. Bị ong đốt. Cổ họng bị khan. Cổ họng bị khan. Mong anh mau chóng bình phục. Mong anh mau chóng bình phục. Bị trượt té từ cầu thang. Bị trượt té từ cầu thang. Tay bị nứt nè tay bị nứt nè. Bao giờ thì có thể biết kết quả ạ? À? Bao giờ thì có thể biết kết quả ạ? À? Trước đây, đã đến đây lần nào chưa ạ? À? Trước đây, đã đến đây lần nào chưa ạ? À? Triệu chứng này đã có bao lâu rồi? Triệu chứng này đã có bao lâu rồi? Cứ ăn đồ lạnh là bút răng. Cứ ăn đồ lạnh là bút răng rằng bị lung lay rồi rằng bị lung lay rồi đau ở đây đau ở đây cổ bị sưng cổ bị sưng bây giờ tôi sẽ điều trị cho bây giờ tôi sẽ điều trị cho mắt bị khô mắt bị khô mình mẩy ngứa ngáy mình mẩy ngứa ngay. Không ngửi được mùi. Không ngửi được mùi. Bị cháy nắng. Bị cháy nắng. Đưa cho tôi thẻ bảo hiểm. Đưa cho tôi thẻ bảo hiểm. Tôi bị mệt mỏi kiệt sức. Tôi bị mệt mỏi kiệt sức. Đầu bị đau. Đầu bị đau hôm nay thấy thế nào hôm nay thấy thế nào nước vào trong tai nước vào trong tai cổ khô quá cổ khô quá chân bị sưng chân bị sưng tôi đo huyết áp nhé tôi đo huyết áp nhé hơi khá hơn một chút hơi khá hơn một chút để tôi xem nào để tôi xem nào tôi đau bụng tôi đau bụng có phải nhập viện không ạ có phải nhập viện không ạ bị đau từ khi nào ạ bị đau từ khi nào ạ tôi bị cảm tôi bị cảm Sờ vào đây có đau không? Sờ vào đây có đau không? Thỉnh thoảng đau. Thỉnh thoảng đau. Có triệu chứng khác không? Có triệu chứng khác không? Thở dốc. Thở dốc. Bị thương trong lúc chơi thể thao. Bị thương trong lúc chơi thể thao. Hãy thử gập đầu gối lại. Hãy thử gập đầu gối lại. Tôi muốn xúc miệng. Tôi muốn xúc miệng. Liệu có sinh ra sẹo không? Liệu có sinh ra sẹo không? Thở ra đi. Thở ra đi. Hãy kéo tay áo lên. Hãy kéo tay áo lên thường xuyên bị đau lưng thường xuyên bị đau lưng lưng đau quá à? lưng đau quá à? phòng xét nghiệm máu ở đâu ạ à? phòng xét nghiệm máu ở đâu ạ à? hãy nằm xuống đây hãy nằm xuống đây mọc răng khôn mọc răng khôn Tôi muốn khám sức khỏe tổng thể. Tôi muốn khám sức khỏe tổng thể. Hãy há to miệng ra xem nào. Hãy há to miệng ra xem nào. Liên tục bị hát hơi. Liên tục bị hát hơi. Bao giờ có thể được điều trị? Bao giờ có thể được điều trị? Để nhập học cần tài liệu gì? để nhập học cần tài liệu gì đã làm xong hết bài tập chưa đã làm xong hết bài tập chưa sẽ đăng ký vào trường đại học nào sẽ đăng ký vào trường đại học nào đang nghỉ học tạm thời đang nghỉ học tạm thời kết quả đã công bố rồi kết quả đã công bố rồi Hôm nay không có giờ học. Hôm nay không có giờ học. Mất khoảng 3 tháng. Mất khoảng 3 tháng. Bây giờ đang bận do chuẩn bị thi. Bây giờ đang bận do chuẩn bị thi. Cho tôi biết điều kiện đối tượng sinh viên được học bồng. Cho tôi biết điều kiện đối tượng sinh viên được học bồng. Sau giờ học, đi học ở trung tâm. Sau giờ học, đi học ở trung tâm. Nếu muốn tốt nghiệp cần có thêm tín chỉ. Nếu muốn tốt nghiệp cần có thêm tín chỉ. Dạo này sinh hoạt ở trường thế nào? Dạo này sinh hoạt ở trường thế nào? Nhiều bài tập quá ạ. À? Nhiều bài tập quá ạ. À? Đã nghỉ học giữa chừng. Đã nghỉ học giữa chừng. Lệ phí tuyển sinh là bao nhiêu? Lệ phí tuyển sinh là bao nhiêu? Trường học ở đâu? Trường học ở đâu? Kỳ thi vào đại học là khi nào? Kỳ thi vào đại học là khi nào? Môn toán khó ạ. À? Môn toán khó ạ. À? Thời gian hết hạn nộp hồ sơ là khi nào? thời gian hết hạn nộp hồ sơ là khi nào kết quả thi bao giờ có kết quả thi bao giờ có đã tốt nghiệp trường nào ạ à? đã tốt nghiệp trường nào ạ à? đi học trường nào đi học trường nào ngày mai phải thi lại ngày mai phải thi lại đã học ôn thi được nhiều chưa? Đã học ôn thi được nhiều chưa? Tôi là học sinh năm cuối đại học. Tôi là học sinh năm cuối đại học. Có thi trắc nhiệm không? Có thi trắc nhiệm không? Tiết học bù sẽ thực hiện vào ngày mai. Tiết học bù sẽ thực hiện vào ngày mai. Tôi muốn kiểm tra kết quả. Tôi muốn kiểm tra kết quả. Thi lần này là thi vấn đáp. Thi lần này là thi vấn đáp. Có ký túc xá không? Có ký túc xá không? Thi lần này chắc sẽ khó. Thi lần này chắc sẽ khó. Muốn làm quen với các bạn. Muốn làm quen với các bạn. Có chế độ tuyển sinh đặc biệt đối với người nước ngoài không? Có chế độ tuyển sinh đặc biệt đối với người nước ngoài không? Thiếu thời gian. Thiếu thời gian. Chuyên ngành gì hả? Chuyên ngành gì hả? Đã giành được học bổng toàn phần. Đã giành được học bổng toàn phần. Năm thứ nhất ạ. À? Năm thứ nhất ạ. À. Có giờ học nào khó không? Có giờ học nào khó không? Bài tập này khi nào phải nộp ạ? À? Bài tập này khi nào phải nộp à? Tôi đang học quản trị kinh doanh. Tôi đang học quản trị kinh doanh. Tôi có thể nhập học vào học kỳ sau được không? Tôi có thể nhập học vào học kỳ sau được không? Tôi là học sinh phổ thông trung học. Tôi là học sinh phổ thông trung học. Có cần điểm thi tiếng Anh không? Có cần điểm thi tiếng Anh không? Học năm thứ mấy? Học năm thứ mấy? Không mang theo giáo trình. Không mang theo giáo trình. Chúng tôi là đồng môn. Chúng tôi là đồng môn. Học kỳ này nghe rằng mấy môn. Học kỳ này nghe rằng mấy môn. Tôi đang tìm tạp chí mốt thời trang. Tôi đang tìm tạp chí mốt thời trang. Thời gian mượn là mấy ngày ạ? À? Thời gian mượn là mấy ngày ạ? À? Tìm sách này giúp tôi. Tìm sách này giúp tôi. Sách về máy tính ở đâu ạ? À? Sách về máy tính ở đâu ạ? Tôi muốn mượn sách này. Tôi muốn mượn sách này. Có thể thư viện không? Có thể thư viện không? Xin hãy kiểm tra giúp xem có sách này không ạ. Xin hãy kiểm tra giúp xem có sách này không ạ. Muốn tìm sách gì ạ? Muốn tìm sách gì ạ? chị cần gì nào, chỉ cần gì nào. mỗi lần có thể mượn được mấy quyền, mỗi lần có thể mượn được mấy quyền. sách không phải là tiểu thuyết ở góc nào ạ, à? sách không phải là tiểu thuyết ở góc nào ạ. À? thủ thư ở đâu ạ, à? thủ thư ở đâu ạ. À? tôi muốn tìm chuyện tranh cổ tích. Tôi muốn tìm truyện tranh cổ tích. Nếu muộn có phạt tiền không? Nếu muộn có phạt tiền không? Nếu muốn mượn sách có cần thẻ thư viện không? Nếu muốn mượn sách có cần thẻ thư viện không? Đổi bao nhiêu ạ? À? Đổi bao nhiêu ạ? À? Tôi quên mất số bí mật của internet banking tôi quên mất số bí mật của internet banking sao thẻ tín dụng của tôi lại bị khóa sao thẻ tín dụng của tôi lại bị khóa tôi muốn làm sổ ngân hàng tôi muốn làm sổ ngân hàng tôi muốn vay vốn kinh doanh tôi muốn vay vốn kinh doanh tôi muốn vay tiền tôi muốn vay tiền tôi muốn đổi xét ra tiền mặt tôi muốn đổi xét ra tiền mặt tôi bị mất thẻ hãy ra lệnh ngừng dịch vụ giúp tôi tôi bị mất thẻ hãy ra lệnh ngừng dịch vụ giúp tôi phí hoa hồng là bao nhiêu phí hoa hồng là bao nhiêu lãi suất thế nào lãi suất thế nào bây giờ tỷ giá là bao nhiêu Bây giờ tỷ giá là bao nhiêu? Có thể đổi tiền ở đâu? Có thể đổi tiền ở đâu? Muốn đổi như thế nào ạ? À? Muốn đổi như thế nào ạ? À? Tôi muốn chuyển khoản. Tôi muốn chuyển khoản. Hãy đổi tiền cho tôi. Hãy đổi tiền cho tôi. Tôi muốn hủy tài khoản. Tôi muốn hủy tài khoản. Máy rút tiền tự động ở đâu ạ? À? Máy rút tiền tự động ở đâu ạ? À? Tôi sẽ rút tiền. Tôi sẽ rút tiền. Tôi sẽ gửi tiền. Tôi sẽ gửi tiền. Hãy làm cho tôi thẻ tiền mặt. Hãy làm cho tôi thẻ tiền mặt có thưởng trả nợ vay sớm không? Có thưởng trả nợ vay sớm không? Có phiếu giảm giá phí. Có phiếu giảm giá phí. Hãy đổi cho tôi ra tiền lẻ. Hãy đổi cho tôi ra tiền lẻ. Trước tiên hãy gội đầu cho tôi. Trước tiên hãy gội đầu cho tôi. Để tôi tỉa lông mày cho nhé. Để tôi tỉa lông mày cho nhé. Hãy làm lọn sóng to cho tôi. Hãy làm lọn sóng to cho tôi. Hãy làm tự nhiên cho tôi. Hãy làm tự nhiên cho tôi. Hãy ngẩng đầu lên ạ. À? Hãy ngừng đầu lên ạ. À? Miễn phí ạ. À? Miễn phí ạ. À? Muốn kiểu thế nào ạ? À? Muốn kiểu thế nào ạ? À? Hãy cho tôi soi gương. Hãy cho tôi soi gương. Có ưng ý không ạ? À? Có ưng ý không ạ? À? Hãy cúi nhìn xuống dưới. Hãy cúi nhìn xuống dưới. Cắt khoảng chừng nào ạ? À? Cắt khoảng chừng nào ạ? À? Để tôi tỉa móng tay cho nhé. Để tôi tỉa móng tay cho nhé Hãy làm thế nào cho tóc không bị hỏng giúp tôi Hãy làm thế nào cho tóc không bị hỏng giúp tôi Tôi đến để uốn quăn Tôi đến để uốn quăn Làm màu nào ạ à? Làm màu nào ạ à? Hãy tỉa cho một chút thôi Hãy tỉa cho một chút thôi Tôi muốn chăm sóc móng tay. Tôi muốn chăm sóc móng tay. Tôi muốn mát xa mặt. Tôi muốn mát xa mặt. Cho tôi xem phía đằng sau. Cho tôi xem phía đằng sau. Tôi muốn đổi kiểu tóc. Tôi muốn đổi kiểu tóc. Tôi cạo râu cho nhé. Tôi cạo râu cho nhé. Tôi muốn nhuộm tóc. Tôi muốn nhuộm tóc. Đừng làm ngắn quá. Đừng làm ngắn quá. Bắt đầu lúc 7 giờ tối. Bắt đầu lúc 7 giờ tối. Có chỗ ngồi nào ạ? À? Có chỗ ngồi nào ạ? À? Dạo này có cái gì đang được hâm mộ nhỉ? Dạo này có cái gì đang được hâm mộ nhỉ? giờ chỉ còn ghế hàng r giờ chỉ còn ghế hàng r dùng vé này có thể xem tất cả được không dùng vé này có thể xem tất cả được không có chỗ gửi đồ không có chỗ gửi đồ không cho tôi hàng giữa cho tôi hàng giữa cái này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ cái này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ tối nay đi dạp chiếu phim không tối nay đi dạp chiếu phim không hay nhất trong số những gì tôi đã xem từ trước đến nay hay nhất trong số những gì tôi đã xem từ trước đến nay ở đây có chỗ không ở đây có chỗ không ai đó đang ngồi ở chỗ của tôi Ai đó đang ngồi ở chỗ của tôi. Chỗ của tôi ở đâu? Chỗ của tôi ở đâu? Là thời gian nghỉ giữa chừng. Là thời gian nghỉ giữa chừng. Diễn viên này có được hâm mộ không? Diễn viên này có được hâm mộ không? Tôi muốn ngồi ở phía trước. Tôi muốn ngồi ở phía trước. Dạo này có phim gì anh xem thấy hay không? Dạo này có phim gì anh xem thấy hay không? Diễn viên chính là ai? Diễn viên chính là ai? Có thể xem phim đó ở đâu? Có thể xem phim đó ở đâu? Sẽ chào trên sân khấu. Sẽ chào trên sân khấu. Cho tôi xem bảng giá và chương trình cho tôi xem bảng giá và chương trình. Không nhìn thấy, ngồi xuống đi. Không nhìn thấy, ngồi xuống đi. Cho tôi chỗ ngồi sát cạnh nhau. Cho tôi chỗ ngồi sát cạnh nhau. Một tiếng sau sẽ bắt đầu. Một tiếng sau sẽ bắt đầu. Xin hãy bỏ mũ ra. Xin hãy bỏ mũ ra. Bắt đầu lúc mấy giờ? Bắt đầu lúc mấy giờ? Vé rẻ nhất là bao nhiêu? Vé rẻ nhất là bao nhiêu? Phim thế nào? Phim thế nào? Vé vào mua ở đâu ạ? Vé vào mua ở đâu ạ? Vô cùng ấn tượng. Vô cùng ấn tượng cho tôi hai vé ghế hạng r cho tôi hai vé ghế hạng r cho tôi hai vé cho tôi hai vé cho tôi xem vé được không cho tôi xem vé được không chương trình đêm hôm nay là cái gì thế chương trình đêm hôm nay là cái gì thế có vé miễn phí có vé miễn phí xin đừng dùng chân đạp vào ghế ngồi xin đừng dùng chân đạp vào ghế ngồi cho tôi xem chỗ ngồi còn lại cho tôi xem chỗ ngồi còn lại vé bao nhiêu tiền đấy ạ vé bao nhiêu tiền đấy ạ có vé 2 giờ không có vé 2 giờ không cửa hàng đồ lưu nghiệp ở đâu ạ Cửa hàng đồ lưu niệm ở đâu ạ? À? Đi đến đó mất bao lâu? Đi đến đó mất bao lâu? Ở gần đây có bách hóa không ạ? À? Ở gần đây có bách hóa không ạ? À? Đi bộ thì mất bao lâu ạ? À? Đi bộ thì mất bao lâu ạ? À? Quầy bán văn phòng phẩm tầng mấy ạ? À? Quầy bán văn phòng phẩm tầng mấy ạ? À? Bách hóa ở đâu ạ? À? Bách hóa ở đâu ạ? À? Đi thế nào để đến địa chỉ này ạ? À? Đi thế nào để đến địa chỉ này ạ? À? Lối ra ở đâu ạ? À? Lối ra ở đâu ạ? À? Quầy miễn thuế ở tầng mấy ạ? À? Quầy miễn thuế ở tầng mấy ạ? À? Trung tâm mua sắm ở hướng nào ạ? À? Trung tâm mua sắm ở hướng nào ạ? À? Bằng ô tô mất khoảng 10 phút. Bằng ô tô mất khoảng 10 phút. Cách nào đi nhanh nhất ạ? À? Cách nào đi nhanh nhất ạ? À? Từ đây đến quảng trường tòa thị chính bao xa ạ? À? Từ đây đến quảng trường tòa thị chính bao xa ạ? À? Có đi bộ đến đó được không? Có đi bộ đến đó được không? Nhà vệ sinh công cộng ở đâu ạ? À? Nhà vệ sinh công cộng ở đâu ạ? À? Tôi bị lạc đường, hãy giúp tôi với. Tôi bị lạc đường, hãy giúp tôi với. Lối vào ở đâu ạ? À? Lối vào ở đâu ạ? À? Hãy chỉ đường cho tôi tới ga tàu điện ngầm. Hãy chỉ đường cho tôi tới ga tàu điện ngầm hãy đi bộ thẳng lên phía trước hãy đi bộ thẳng lên phía trước đi đến bến xe buýt có xa không đi đến bến xe buýt có xa không mua giày thể thao ở đâu ạ mua giày thể thao ở đâu ạ taxi là nhanh nhất taxi là nhanh nhất tôi đang tìm góc mỹ phẩm tôi đang tìm góc mỹ phẩm trang nghiêm quá trang nghiêm quá gần đây có nhà vệ sinh miễn phí không gần đây có nhà vệ sinh miễn phí không cúi đầu xuống ạ à? cúi đầu xuống ạ à? thật là hoành tráng quá thật là hoành tráng quá ở đây chụp ảnh có được không ở đây chụp ảnh có được không? Đặc sản vùng quê này là cái gì? Đặc sản vùng quê này là cái gì? Tôi lấy một tấm bản đồ thành phố được không? Tôi lấy một tấm bản đồ thành phố được không? Quầy hướng dẫn du lịch ở đâu? Quầy hướng dẫn du lịch ở đâu? Học sinh có được giảm giá không? Học sinh có được giảm giá không? Hãy xê dịch sang phía này một chút. Hãy xê dịch sang phía này một chút. Hôm nay đông người quá. Hôm nay đông người quá. Tour tham quan này hết bao nhiêu tiền? Tour tham quan này hết bao nhiêu tiền? Có chương trình tour tham quan không? Có chương trình tour tham quan không? Bao giờ đến chương trình du lịch tiếp theo? Bao giờ đến chương trình du lịch tiếp theo? Cửa mở từ mấy giờ? Cửa mở từ mấy giờ? Có bản đồ miễn phí không? Có bản đồ miễn phí không? Anh có thể chụp giúp tôi tấm ảnh được không? Anh có thể chụp giúp tôi tấm ảnh được không? Đó là giá bao gồm bữa ăn phải không? Đó là giá bao gồm bữa ăn phải không? Đừng sờ tay. Đừng sờ tay. Cái gì được yêu thích nhất? Cái gì được yêu thích nhất? Đi theo tôi. Đi theo tôi. Đóng cửa lúc mấy giờ? Đóng cửa lúc mấy giờ? Đừng đi đến gần quá. Đừng đi đến gần quá. Chương trình du lịch này mất bao nhiêu thời gian? Chương trình du lịch này mất bao nhiêu thời gian? Cần thông tin du lịch. Cần thông tin du lịch. Nhìn phía trước và đừng nhúc nhích nhé. Nhìn phía trước và đừng nhúc nhích nhé. Thú vị lắm. Thú vị lắm. Vé vào cửa bao nhiêu tiền? Vé vào cửa bao nhiêu tiền? Mỗi người bao nhiêu tiền? Mỗi người bao nhiêu tiền? Đừng chạy. Đừng chạy. Đây là khu vực cấm ra vào. Đây là khu vực cấm ra vào. Ở tour này có cần bảo hiểm không? Ở tour này có cần bảo hiểm không? Cho tôi một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Cho tôi một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Hãy trật tự dùng. Hãy trật tự dùng. Dùng đèn flash cũng được hả? Dùng đèn flash cũng được hả? Tưởng chết. Tưởng chết. Á, à, chóng mặt quá. Á, à, chóng mặt quá. Chi phí cá nhân là bao nhiêu? Chi phí cá nhân là bao nhiêu? Đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong chưa? Anh dùng gậy gôn nào? Anh dùng gậy gôn nào? Đến lượt anh đấy. Đến lượt anh đấy. Đội nào có vẻ sẽ thắng nhỉ? Đội nào có vẻ sẽ thắng nhỉ? Anh chơi trượt tuyết giỏi không? Anh chơi trượt tuyết giỏi không? Anh đi câu cá ở đâu? Anh đi câu cá ở đâu? Bây giờ đã bắt đầu hiệp 2 rồi. Bây giờ đã bắt đầu hiệp 2 rồi. Anh thảo môn thể thao nào? Anh thảo môn thể thao nào? Phí dùng sân gôn là bao nhiêu? Phí dùng sân gôn là bao nhiêu? Anh có thích thể thao không? Anh có thích thể thao không? Bây giờ là sách thứ mấy nhỉ? Bây giờ là sách thứ mấy nhỉ? Đội nào đã thắng? Đội nào đã thắng? Cuối tuần chúng ta đi chơi gôn nhé! Cuối tuần chúng ta đi chơi gôn nhé! anh leo núi thường xuyên như thế nào Anh leo núi thường xuyên như thế nào Chúng ta đi xem thi đấu không Chúng ta đi xem thi đấu không Handy là bao nhiêu tiền Handy là bao nhiêu tiền Đã đặt để bốn người có thể đánh một round Đã đặt để bốn người có thể đánh một round Chủ yếu trời ở đâu chủ yếu chơi ở đâu? Vào mùa đông tôi thường đi trượt tuyết. Vào mùa đông tôi thường đi trượt tuyết. Thay cầu thủ đấy. Thay cầu thủ đấy. Tôi không quan tâm đến thể thao. Tôi không quan tâm đến thể thao. Tôi muốn đi thêm 9 lỗ nữa. Tôi muốn đi thêm 9 lỗ nữa bây giờ là lượt thư mấy? bây giờ là lượt thư mấy? anh thường đi leo núi với ai? anh thường đi leo núi với ai? tôi chủ yếu chơi ở sân tập gôn trong nhà. tôi chủ yếu chơi ở sân tập gôn trong nhà. đội này năm ngoái đã vô địch. đội này năm ngoái đã vô địch. chúng ta đánh cược nhé chúng ta đánh cược nhé. Anh có biết chơi tennis không? Anh có biết chơi tennis không? Ai đang thắng đây? Ai đang thắng đây? Anh đã bắt đầu chơi gôn từ khi nào? Anh đã bắt đầu chơi gôn từ khi nào? Trận thi đấu đang bị trì hoãn. Trận thi đấu đang bị trì hoãn. Bố trí cho tôi một người nhặt bóng. Bố trí cho tôi một người nhặt bóng. Tôi thảo chơi bóng bàn. Tôi thảo chơi bóng bàn. Anh thích chơi gôn không? Anh thích chơi gôn không? Mấy người sẽ chơi hả? Mấy người sẽ chơi hả? Đang thắng một điểm. Đang thắng một điểm. Đội chúng ta ở phía nào nhỉ? Đội chúng ta ở phía nào nhỉ? Đội nào thi đấu đây? Đội nào thi đấu đây? Đến lượt ai đánh tỳ sót? Đến lượt ai đánh tỳ sót? Tôi ra đánh ở sân gôn ngoài trời chưa được lâu. Tôi ra đánh ở sân gôn ngoài trời chưa được lâu. Bây giờ tỉ số thế nào? Bây giờ tỷ số thế nào? Ở gần đây cũng có sân gô nà. Ở gần đây cũng có sân gô nạc. Huấn luyện viên đang phản đối trọng tài. Huấn luyện viên đang phản đối trọng tài. Đối với chỉ, cần chất đạm. Đối với chỉ, cần chất đạm.